Tuấn Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin dự báo thời tiết được phát sóng trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị thân mến, từ ngày mai, triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuống nhanh. Dự báo ở cả hai trạm là Phú An và Nhà Bè đều xuống dưới mức báo động 2. Tình trạng ngập sâu như hai ngày vừa qua sẽ không còn. Về diễn biến mưa, Nam Bộ vẫn duy trì mưa về chiều. Như là chiều nay, mưa dông phát triển mạnh gây mưa to ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang hay là Cần Thơ. Dự báo đêm nay mưa sẽ ngớt dần, đến chiều mai sẽ quay trở lại. Chỉ mưa rải rác, có nơi mưa to đến 50mm như những vùng màu xanh đậm như trên bản đồ như thế này, đề phòng kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Sáng và trưa mai, trời có khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại miền Đông cũng như là miền Tây dao động từ 32 cho tới 34 độ, sẽ cảm thấy hơi oi nóng. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận xuống Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, ra tới ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Bản tin dự báo thời tiết xin khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.